Sau khi nguyên tố thủy triều lên kết thúc, thế giới tiến vào thời đại thủy triều xuống, tinh linh, người khổng lồ, thú nhân cùng vô số chủng tộc biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nhưng mà sinh mệnh kéo dài tự có biện pháp, trải qua năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, huyết mạch viễn cổ dị tộc dần dần dung nhập vào trong nhân loại. Ngươi có cự nhân huyết mạch, trở thành chiến sĩ của ta đem cho ngươi lần nữa nhìn xuống thương sinh, ngươi có tinh linh huyết mạch, gia nhập dưới trướng của ta sẽ cho ngươi cảm thụ nguyệt thần kêu gọi, ngươi có cổ long huyết mạch, hướng ta biểu thị thần phục, ta sẽ cho ngươi trở thành chúng thần đỉnh điểm. Ta là huyết mạch lĩnh chủ, ta có được thức tỉnh huyết mạch lực lượng năng lực, tên của ta gọi là Robin. Đây là một quyển hệ thống, lãnh chúa, chiến tranh văn, hy vọng mọi người thích tiểu thuyết mấu chốt. Chiến tranh chi huyết mạch lãnh chúa không đạn cửa sổ, chiến tranh chi huyết mạch lãnh chúa TXT toàn tập download, chiến tranh chi huyết mạch lãnh chúa chương mới nhất đọc. Chương 1. Khai thác lĩnh. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 1. Khai thác lĩnh vực. Chào mừng đến với Pathfinder Robin, một người một ngựa, đi trên cánh đồng hoang vu không bờ bến. Thanh niên này nhìn qua hơn 20 tuổi, ngũ quan kiên nghị tuấn lãng, tóc ngắn màu đen, mắt đen, lông mày thẳng tắp, sống mũi cao ngất. Hắn thân hình cao lớn, bả vai rất rộng, mặc một thân da giáp màu nâu, trên lưng đeo một thanh trường kiếm, nhìn qua rất có vài phần tinh thần anh võ. Bầu trời xanh thẳm, ngàn dặm không mây, trong suốt giống như một tấm gương. Trước mắt là cỏ dại nhìn không thấy đầu, cỏ dại khỏe mạnh lại tươi tốt cao bằng nửa người, là thảm thực vật thường thấy nhất trên đồng hoang. Một trận gió nhẹ thổi qua, bãi cỏ phía trước lập tức nhấc lên tầng tầng dập dần gợn sóng. Nơi này là khai thác lĩnh, mọi người trong miệng Bắc Phương Hoang Nguyên, trên danh nghĩa là hồng mạng đế quốc lãnh thổ, nhưng trên thực tế, nơi này là một mảnh hoang vu dã man chưa khai hóa nơi. Bây giờ Robin sẽ đi đến lãnh thổ của mình, lãnh thổ mà anh chưa bao giờ đến. Chỉ cần hướng quốc khố nộp đầy đủ kim tệ, vô luận là quý tộc hay là phú thương, thậm chí là bình dân, tất cả mọi người có thể đạt được một trương đóng dấu đế quốc khai thác chứng, sau đó, ngươi có thể đi tới hoang nguyên thu hoạch một mảnh thuộc về lãnh địa của mình. Đương nhiên, đế quốc chính phủ sẽ không cho ngươi cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, lương thực, nhân khẩu, quân đội đều muốn chính ngươi nghĩ biện pháp, ngươi đạt được chỉ là một mảnh rời xa đế quốc biên cảnh, vả lại chim không ỉa đất hoang mà thôi. Hơn nữa, sinh hoạt ở hoang nguyên bên trên mang tộc thổ dân cũng không nhận đế quốc khai thác chứng, như thế nào bảo vệ mảnh lãnh địa này, ngươi cần chính mình nghĩ biện pháp. Khai thác vận động không thể nghi ngờ là một lần đánh cược lớn, tán gia bại sản đều xem như kết quả không tồi, thảm nhất chính là đem mạng đều ném ở trên mảnh đất hoang vu này. Nhưng mặc dù như thế, vẫn có rất nhiều người hao tổn tâm cơ lấy được giấy chứng nhận khai thác, sau đó người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nghĩa vô phản cố tuôn về phía hoang nguyên phương Bắc. Nguyên nhân không gì khác, có được một mảnh đất của mình thật sự quá mê người. Mặc kệ nói như thế nào, dù sao từ khai thác vận động bắt đầu, toàn bộ phương Bắc hoang nguyên liền dần dần trở nên náo nhiệt. Trước đó không lâu, Robin cũng vinh quang trở thành một thành viên trong phong trào khai thác. Bất quá vận khí của hắn tương đối tốt, tấm giấy chứng nhận khai thác này không phải hắn dùng tiền mua, mà là từ trên trời rơi xuống. Robin vốn là bình dân, hắn có cái xa không thể lại xa bà con xa thúc thúc buôn bán tích góp chút tài sản, bỏ ra giá cao làm được một trương khai thác chứng nhận, kết quả này thúc thúc phúc bạc mệnh thiển, vừa khai thác nửa năm liền một mạng nhà ma bệnh chết. Thúc thúc không có con cái, trước khi chết hắn không biết như thế nào đột nhiên nghĩ tới Robin cái này bà con xa cháu trai, có lẽ là bởi vì hắn không muốn chính mình khai thác đại nghiệp bỏ dở nửa chừng, có lẽ là bởi vì hắn đáng thương chính mình cái này không cha không mẹ xui xẻo cháu trai, tóm lại hắn lập xuống di chúc, đem lãnh địa cho Robin. Thế là Robin bỗng dưng trở thành một nam tước. Robin một tay dây cương, một tay bản đồ, tại mênh mông hoang dã thượng đi hơn nửa ngày thời gian, rốt cục tại trời tối trước chạy tới lãnh địa của hắn. Ở một chỗ đồi núi cao nguyên trên, tọa lạc một tòa 2 tầng màu đen lầu gỗ, tại đế quốc nội bộ nghèo nàn như vậy phòng ốc tùy ý có thể thấy được, nhưng là tại dã man hoang nguyên trên, như vậy một tòa gỗ nhỏ lại cơ hồ là phương viên trăm dặm bên trong cao cấp nhất văn minh kiến trúc. Xung quanh lầu gỗ, trên sườn đồi rải rác tọa lạc một đống phòng ốc, đại khái có khoảng 50 hộ. Những căn nhà này đơn sơ đáng thương, chính là dùng đá đắp 4 bức tường, sau đó trên đỉnh phủ một tầng cỏ khô, miễn cưỡng có thể che gió che mưa. So với những ngôi nhà bằng đá này, những tòa nhà gỗ trên đỉnh đồi chỉ đơn giản là sự sang trọng của một lâu đài. Ở dưới đáy đồi núi, một con sông uốn lượn giống như dải lụa bạc chảy qua, mặt sông đại khái rộng 20 bước, nước sông trong suốt thấy đáy, đứng ở bên bờ sông có thể nhìn thấy cá vui vẻ du đãng dưới đáy sông. Hai bên bờ sông cỏ tươi tốt, đất đai màu mỡ, đã được khai khẩn ra từng mảnh đồng ruộng, một số thôn dân đang khom lưng làm việc giữa các cánh đồng. Robin lập tức liền thích nơi này, hắn thậm chí có chút không thể tin được, ở khắp nơi cằn cỗi hoang nguyên, thúc thúc lại tìm được một khối phong thủy bảo địa như vậy. Hắn cưỡi ngựa đi tới bên ngoài thôn, nhìn thấy bên cạnh một con đường đất do một người đi đường bước ra dựng một tấm bảng gỗ, mặt trên dùng tiếng thông dụng của đế quốc viết: Nộ Đao Thành. Sống dữ. Robin quay đầu nhìn ra xa mặt sông yên tĩnh tường hòa, lại nhìn thôn nhỏ nghèo khổ rách nát trên đồi núi này. Chỉ thế thôi sao? Thành Nộ Đao, vừa không có sống dữ, cũng không có thành. Xem ra thúc thúc còn rất có màu đen hài hước, bất quá mặc kệ như thế nào, về sau cái này Nộ Đao Thành chính là Robin lãnh địa. Cái thôn nhỏ này hiển nhiên không quen có người ngoài xuất hiện, Robin cưỡi ngựa dọc theo đường đất chậm rãi đi lên đồi núi, lập tức liền khiến cho các thôn dân chú ý. Thôn dân làm việc trong ruộng nhao nhao ngẩng đầu, thôn dân chạy đi cũng nhao nhao dừng chân, hướng Robin ném tới ánh mắt hoặc tò mò, hoặc cảnh giác. Robin rất nhanh liền phát hiện thôn này tuy rằng bề ngoài nghèo khó, nhưng bên trong cũng rất không đơn giản, hắn dọc theo đường đi tới, phát hiện nhóm lãnh dân của hắn lại tất cả đều là người cao nguyên. Người cao nguyên có một đặc thù phi thường rõ ràng, đó chính là lớn lên dị thường cao lớn, truyền thuyết trên người bọn họ có huyết thống cự nhân, nam cao nhân phổ biến thân cao ở 2 mét hướng lên trên, Robin ở trong đế quốc đã xem như thân hình cao thẳng, nhưng ở chỗ này lại chỉ có thể cùng nữ nhân so chiều cao. Những người khổng lồ nhỏ này xem như dân tộc chiến đấu, bọn họ trời sinh đã tôn sùng cường giả và bạo lực, được lợi từ ưu thế bẩm sinh trên thân thể bọn họ, một người cao nguyên đơn đấu 3-4 người đế quốc không thành vấn đề. Nhưng chiến tranh không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau, trình độ văn minh của người đế quốc đối với người cao nguyên là đã kích hàng không. 100 năm trước đế quốc bắt đầu hành động chinh phục cao nguyên tuyết vực phía Tây, mấy trăm bộ lạc người cao nguyên bị quét sạch. Kể từ đó, người cao nguyên đã trở thành một thành viên trong đại gia đình đa sắc tộc của đế quốc, một số bộ lạc tiếp tục ở lại cao nguyên tuyết vực, trong khi một số bộ lạc di cư vào bên trong đế quốc. Robin thoáng suy nghĩ một chút, liền đại khái đoán được thúc thúc của hắn làm sao đem một đám người cao nguyên lừa dối đến hoang nguyên. Những năm gần đây đế quốc dần dần suy bại, tài chính căng thẳng, thổ địa căng thẳng, vương quyền cùng địa phương căng thẳng, đại quý tộc căng thẳng, dù sao cái gì cũng căng thẳng. Vì thế rất nhiều nông dân phá sản đều nguyện ý đi theo tiểu quý tộc đến cánh đồng hoang thử thời vận, dù sao không có tiền không có quyền không có đất, mạng thối của bọn họ một cái cũng không có gì có thể mất đi. Đối với quý tộc đế quốc mà nói, người cao nguyên tuyệt đối không tính là lãnh dân ưu tú trong lý tưởng, bọn họ ngoại trừ ăn cơm ngủ, chuyện am hiểu nhất chính là đánh nhau ẩu đả cùng gây chuyện thị phi, thậm chí rất nhiều quý tộc sẽ đem người cao nguyên trục xuất khỏi lãnh địa của mình, đem bọn họ coi như ôn thần chạy tới địa bàn quý tộc khác. Ngay cả quân đội cũng rất ghét bỏ người cao nguyên, tuy rằng bọn họ nhân cao mã đại, lực lớn vô cùng, nhưng không hề có quan niệm kỷ luật, đánh trận chỉ biết là một cỗ đầu xông loạn, có đôi khi thậm chí sẽ đem trận hình bên mình phá tan, trình diễn một vòng vây quân bạn. Nói tóm lại, đối với người đế quốc mà nói, người cao nguyên chính là một đám người mang rợ mông muội. Tuy rằng tất cả mọi người đều có 2 mắt một cái mũi, nhưng người đế quốc cũng sẽ không coi người cao nguyên là đồng loại của mình. Rất hiển nhiên Robin thúc thúc làm một gã tân tấn khai thác quý tộc, hắn không có quá nhiều lựa chọn lĩnh dân cơ hội, có thể kéo đến như vậy một chi cao nguyên bộ lạc đã xem như thành quả không tồi. Tuy rằng người cao nguyên có trên đủ loại khuyết điểm, nhưng là Robin lại mừng rỡ như điên, bởi vì hắn biết đám người cao nguyên này huyết mạch cũng không đơn giản, bọn họ đều là viễn cổ thiết cự nhân hậu duệ. Hết chương này. Chương 2. Giác tỉnh giả. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 3. Titan huyết mạch. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 4. Người không được hoan nghênh. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 5. Lực lượng. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 5. Sức mạnh Simon dài dòng xương cá, không kiên nhẫn nhíu mày. Chuyện gì vậy, đang ăn đây? Không nói chuyện gì, nhưng lão quản gia nói, nam tước chỉ đích danh muốn gặp anh. Người truyền tin trả lời. Simon khinh miệt nở nụ cười. Chẳng qua là không có cơm ăn, tìm tôi trút giận đi. Hắn ngửa cổ uống hết canh thịt cá trong bát, sau đó đứng lên. Đi, các huynh đệ, đi xem tiểu bạch kiểm có bản lĩnh gì. Một lát sau, các thôn dân lần nữa tập hợp trên bãi đất trống trước lầu gỗ, đây là lần thứ hai tập hợp hôm nay. Simon đứng ở phía trước mọi người, hai tay ôm ngực, bộ dạng to lớn nhất của tôi trên trời dưới đất, đám người cao nguyên phía sau cũng kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Lúc này chính là mặt trời chiều ngã về Tây, ánh chiều tà đánh vào thân thể cường tráng của đám người mang tộc cao nguyên này, ngược lại có một loại mỹ cảm phản phất như điêu khắc cổ điển. Robin mặt trầm như nước từ trong nhà gỗ đi ra, trên mặt của hắn nhìn không ra buồn vui. Hắn đi tới trước mặt Simon, ngẩng đầu nhìn đối phương một cái. Dáng người Robin ở trong đế quốc đã xem như cao lớn cao ngất, chiến đấu quanh năm mang đến cho hắn một thân cơ bắp tinh dũng, nhưng đứng ở trước mặt Simon cường tráng hơn, hắn lại rất giống một tiểu cô nương mảnh khảnh. Thiết hùng chiến sĩ nhìn Robin trong ánh mắt mang theo châm chọc, nếu chỉ nhìn từ hình thể, Simon một tay có thể bóp chết Robin. Con người tôi không thích nói nhảm, có chuyện gì cứ nói thẳng. Robin lớn tiếng nói. Tôi biết nhiều người trong các bạn không thích tôi và nghĩ rằng tôi đã đến đây và cướp đất đai và thành quả lao động của các bạn, và điều này tôi có thể hiểu rằng trong hơn một năm kể từ khi chú tôi qua đời, chính các bạn đã xây dựng vùng đất hoang này thành một ngôi nhà. Simon nghe xong nhíu mày, nghĩ thầm tên nam tước mặt trắng này là lương tâm phát hiện, hay là uống nhầm thuốc, vậy mà lại thay chúng ta nói chuyện. Tiếp theo, Robin chuyển đề tài. Nhưng là, Robin, ta là thúc thúc hợp pháp người thừa kế, ta có đế quốc chính phủ hạ phát bổ nhiệm văn thư, ta là Nộ Đao Thành pháp định nam tước, ta không có đi trộm cũng không có đi cướp, mảnh đất này, bao gồm các ngươi, đều là ta hợp lý hợp pháp kế thừa tài sản. Robin ở trước mặt mọi người đi qua đi lại, vừa chậm rãi đi, vừa chậm rãi nói, đem Simon, lão quản gia cùng các thôn dân đều nói hồ đồ, này như thế nào còn hai đầu giúp đỡ nói chuyện, nam tước rốt cuộc có ý gì? Ta biết các ngươi đều không phục ta, nhưng ta cũng là hợp lý hợp pháp kế thừa mảnh đất này, vậy làm sao bây giờ? Robin vỗ tay một cái, bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nếu không như vậy, ta biết các ngươi cao nhân thích nhất đánh nhau, các ngươi phái cái đại biểu đi ra, chúng ta qua hai tay, các ngươi nếu có thể thắng ta liền lập tức cuốn gói rời đi, Nộ Đao Thành liền tặng cho các ngươi. Nhưng nếu ta thắng, từ nay về sau các ngươi phải nghe ta, vì ta mà chiến. Người cao nguyên là chủng tộc sùng bái cường giả, nếu muốn cho bọn họ thần phục không có biện pháp khác, chỉ có thể đem bọn họ đánh phục. Robin lời này nói xong, chúng thôn dân đầu tiên là tập thể sửng sốt, sau đó tập thể cười vang lên, tiếng cười kia trong mang theo không che giấu trào phúng, theo bọn hắn xem ra, cái này tiểu bạch kiểm nam tước nhất định là si tâm điên rồi, vậy mà đưa ra như vậy buồn cười đánh cuộc. Lão quản gia nghe xong trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Hắn nghĩ thầm nam tước vẫn còn quá trẻ khí thịnh, hoàn toàn coi lời khuyên nhủ của mình như gió thoảng bên tai, lại đưa ra quyết sách ngu xuẩn như vậy. Vậy thì tốt rồi, lãnh địa xem như không giữ được. Lão gia lão gia, ngài ngàn vạn lần đừng trách ta, ta đã cố hết sức, cháu trai ngài thật sự không chịu thua kém a. Người cao nguyên đều là chiến sĩ bẩm sinh, hoàn cảnh cực đoan của cao nguyên tuyết vực ban cho bọn họ sức mạnh cường đại cùng tâm linh cứng cỏi. Một nửa tiểu tử trong người cao nguyên đều có thể dễ dàng chiến thắng hai nam nhân đế quốc trưởng thành, cho dù là nữ cao nguyên nhân, một chọi một cũng có thể dễ dàng đánh ngã một binh sĩ đế quốc. Tuy nói người cao nguyên là bên bị chinh phục, nhưng người cao nguyên chưa từng phục người đế quốc, bọn họ cho rằng người đế quốc là dựa vào quỷ kế ti tiện mới đánh thắng chiến tranh, mà bọn họ thì thua ở nhân số ít lại không đoàn kết. Cái cớ này của người cao nguyên cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao có rất ít người đế quốc có thể đơn độc chiến thắng người cao nguyên, huyết thống người cao nguyên sắc khổng lồ có ưu thế bẩm sinh, chủng tộc bất đồng mang đến chênh lệch thân thể, làm cho chiến lược song phương giống như trời với đất. Nam tước, ngươi lời này thật sao? Simon trên mặt mang châm chọc cười lạnh, cúi đầu nhìn Robin, giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Hắn vốn tưởng rằng cái này tiểu bạch kiểm chỉ là một cái nhược gà, không nghĩ tới vẫn là cuồng vọng ngu ngốc. Robin hướng trên bãi cỏ nhổ một ngụm nước miếng. Đàn ông nói giữ lời, một ngụm nước bọt một cái đinh. Được rồi. Simon hét lên. Cứ quyết định như vậy đi, ta tới đánh với ngươi. Các thôn dân nhao nhao lui về phía sau, nhường cho hai người đủ không gian chiến đấu. Simon để trần thân trên, làn da hắn hơi có màu xám sắc, dưới ánh chiều tà phản chiếu ánh bạc sáng bóng như kim loại. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Simon, Robin đã phát hiện Simon hoàn toàn bất đồng với những người cao nguyên khác, huyết mạch người khổng lồ sắc của hắn càng thêm thuần túy và nồng đậm, điều này ban cho hắn lực lượng cường đại hơn. Ở huyết mạch chi trước mắt, Simon trên người huyết mạch sương mù cơ hồ muốn đem hắn cả người đều che khuất, hắn huyết mạch chi thuần để Robin đều cảm thấy kinh ngạc. Tuy nói cái này Simon cho Robin tìm phiền toái, nhưng Robin lại đối với hắn càng nhìn càng chọn trúng, như thế tinh thuần thiết cự nhân huyết mạch, nếu như tương lai có thể trở thành bộ hạ của ta, vậy tất nhiên là một viên mãnh tướng A. Simon không biết Robin trong đầu đã đem hắn an bài rõ ràng, hắn hiện tại chỉ một lòng muốn dạy tiểu bạch kiểm này làm người. Hắn lắc lắc đầu, hoạt động bả vai một chút, hai cái thiết quyền bóp được ken két vang lên, hai con mắt to như chuông đồng trừng mắt nhìn Robin, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn là thiết hùng chiến sĩ uy danh hiển hách, là người mạnh nhất trong bộ lạc, hắn có vốn liếng kiêu ngạo cùng miệt thị. Từ khi sinh ra tới nay, hắn còn chưa từng thua qua. Những chiến sĩ đế quốc cường tráng như trâu đều không chịu nổi hai ba quyền của mình, tiểu bạch kiểm này. Robin có vẻ rất nhẹ nhàng, hắn cởi bỏ da giáp trên người, trấn định tự nhiên đứng ở thiết hùng chiến sĩ trước mặt. Trước khi chiến đấu bắt đầu, lão quản gia còn muốn giãy dụa lần cuối cùng, hy vọng có thể cứu vãn cái mạng nhỏ không biết trời cao đất rộng của nam tước. Hắn chạy đến Robin bên cạnh, sốt ruột nhỏ giọng nói. Lão gia, ngài không phải đối thủ của hắn, chúng ta đổi biện pháp đi, ngài thắng không được. Lão quản gia thật sự nóng nảy, gấp đến độ không nể mặt Robin nữa. Robin lại mỉm cười với hắn. Không sao, ngươi cứ ở một bên nhìn đi. Lão quản gia thở dài một tiếng thật sâu, tục ngữ nói lương ngôn khó khuyên quỷ chết tiệt, hắn cũng chỉ có thể lui sang một bên, trong lòng cầu nguyện nam tước đừng bị đánh quá thảm. Trước khi quyết đấu chính thức bắt đầu, Robin bỗng nhiên lại cười nói. Cứ đánh như vậy cũng không có ý nghĩa gì, nếu không như vậy, dù sao tôi cũng là một nam tước, tính toán khi dễ anh chỉ cần có thể làm cho tôi ngã xuống, coi như anh thắng. Hắn làm như vậy cũng không chỉ là vì trang bức, bởi vì người cao nguyên chỉ sùng bái cường giả, ngươi càng mạnh hắn càng sùng bái ngươi. Robin chính là muốn cho Simon cùng toàn thể thôn dân biết, ta cường đại, ngươi thúc ngựa đều đuổi không kịp, như vậy mới có thể làm cho đám này cao nguyên mang nhân chân chính vui lòng phục tùng. Robin có sức mạnh đó. Simon tuy rằng cường hãn, nhưng hắn dù sao còn không có chân chính thức tỉnh thiết cự nhân huyết mạch, mà Robin chính là cái hàng thật giá thật Titan thức tỉnh giả. Chênh lệch giữa hai người bọn họ, so với trời và đất còn lớn hơn. Hành vi của Robin trong mắt Simon chính là khiêu khích trắng trợn, chiến sĩ gấu sắt cao ngạo không chịu nổi sỉ nhục như vậy. Mày sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của mày. Simon giận dữ nói. Robin vẫy vẫy tay với hắn. Đến đây đi. Một giây sau, Simon dùng chân dưới phát lực, lao mạnh về phía Robin. Không giống như tên ngốc bình thường, Simon tìm được sự cân bằng hoàn mỹ giữa sức mạnh và kỹ xảo, bước chân hắn nhẹ nhàng nhanh nhẹn, cả người nhanh như một trận gió mạnh, trong khoảnh khắc đã thổi tới trước mặt Robin. Thiết hùng chiến sĩ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Xem ở đây rồi, cho mình một vé, hết chương này. Chương 6. Nghiền ép. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 6 nghiền ép. Simon giơ tay đấm vào đầu Robin, mặc dù trong lòng vô cùng khinh bỉ tiểu bạch kiểm, nhưng lúc Simon ra tay lại không hề khinh địch. Nhiều năm ở trên cánh đồng tuyết chém giết kinh nghiệm nói cho hắn biết, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, thiết hùng chiến sĩ cho tới bây giờ đều là toàn lực ứng phó. Thiết quyền của Simon ở trong tầm mắt Robin nhanh chóng phóng đại, gân xanh trên nắm tay nổi lên, giống như một thanh thiết chú y lớn, nắm tay còn chưa tới, kình phong nhấc lên đã đập vào mặt. Robin không chút nghi ngờ sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong một quyền này, ngay cả một con bò đực cũng sẽ bị Simon một quyền đánh ngã. Hắn lập tức nghiêng đầu né tránh, nắm đấm của Simon gần như là xoa má hắn, bị hắn né đi. Simon nhất thời sửng sốt, hắn không nghĩ tới nam tước mặt trắng lại có thể tránh thoát một quyền này của mình, trong lòng hắn biết mình hoàn toàn không có thả lỏng. Lại nhìn Robin động tác, hắn toàn thân cơ hồ đều không có nhúc nhích, chỉ có đầu hướng bên cạnh hơi hơi nghiêng, đem tốt tránh thoát Simon ra quyền. Người bình thường đối mặt với công kích của địch nhân, bởi vì sợ hãi trong lòng sẽ theo bản năng làm ra động tác rất lớn, chỉ có cao thủ chân chính mới hiểu được tận lực giảm bớt biên độ tránh né, dùng động tác nhỏ nhất tránh né tiến công của địch nhân. Điều này không chỉ cần kỹ xảo chiến đấu xuất thần nhập hóa, càng cần đối mặt với địch nhân lâm nguy không sợ, có được một trái tim chiến sĩ cường đại. Robin có thể làm ra xinh đẹp như vậy tránh né động tác, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hắn là một cái chân chính chiến đấu đại sư. Simon đang kinh ngạc đồng thời, không khỏi đối Robin cặp mắt khác xưa nhìn, cái này tiểu bạch kiểm thật đúng là có chút tài năng. Nhưng thiết hùng chiến sĩ sẽ không từ bỏ như vậy, muốn cho hắn thần phục chỉ dựa vào trốn cũng hoàn toàn không được. Simon sau đó đánh ra một bộ tổ hợp quyền, nắm đấm giống như cuồng phong bạo vũ hướng Robin chào hỏi. Hắn ra quyền nhanh như thiểm điện, thậm chí đánh ra liên tiếp tàn ảnh, người bên ngoài nhìn qua thật giống như hắn thoáng cái nhiều ra 7-8 cái quyền đầu, cùng nhau hướng Robin đánh tới. Nhưng Robin né tránh càng là kinh vi thiên nhân, Simon ra quyền kín không kẽ hở, lại ngay cả thân thể của hắn cũng sợ không tới. Thân thể Robin linh hoạt giống như một con cá chạch, luôn có thể dùng tư thế không thể tưởng tượng nổi né tránh sự tấn công của Simon. Simon là càng đánh càng kinh hãi, biểu tình trên mặt đã từ ngay từ đầu khinh thường, biến thành hiện tại trước nay chưa từng có ngưng trọng, tiểu bạch kiểm này là hắn chưa bao giờ gặp qua cường địch. Chung quanh xem cuộc chiến các thôn dân cùng lão quản gia đều đã nhìn đến ngây dại, đây là một hồi đặc sắc đến hít thở không thông chiến đấu, tất cả mọi người trừng to hai mắt, sợ bỏ qua quyết định một giây cuối cùng. Biểu hiện của Robin làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, chưa từng có ai có thể cùng chiến sĩ thiết hùng cường đại giằng co lâu như vậy. Lão quản gia không thể tin được dùng sức dụi dụi đôi mắt già nua của hắn, trong lòng kinh hãi đã lớn như mảnh hoang nguyên này. Thiên thần của ta a, nam tước đại nhân lại có thể đánh như vậy. Chiến đấu không chỉ là thể trạng cùng kỹ xảo va chạm, đồng thời cũng là đầu óc quyết đấu, người cao nguyên mặc dù ở phương diện dùng não luôn luôn không am hiểu, nhưng đánh nhau đầu óc bọn họ lại tương đối linh hoạt. Simon vừa thấy quyền cước đối với Robin đều không có hiệu quả, liền lập tức thay đổi suy nghĩ chiến đấu. Hắn một quyền hư quơ, sau đó một bước dài đụng vào trong lòng Robin, hai bàn tay to tựa như kìm sắt, vững vàng ôm lấy thân thể Robin. Anh ta cố gắng áp đảo Robin bằng cơ thể của mình, kéo cuộc chiến vào cuộc chiến với sức mạnh tinh khiết nhất. Trong những trận chiến trước đây, Simon cũng từng gặp những chiến sĩ giỏi về kỹ xảo, mà lúc này hình thể cao lớn của người cao nguyên khác với người thường đã thể hiện ra ưu thế cực lớn, chỉ cần thân thể hai người dán sát vào nhau, nghệ thuật chiến đấu tinh xảo đến đâu cũng khó có thể phát huy tác dụng. Mà một khi chiến đấu tiến vào phân đoạn so khí lực, như vậy thắng lợi cũng đã thuộc về Simon. Chiến sĩ gấu sắt vô cùng tự tin vào cơ bắp của mình, ngay cả bò Tây Tạng nặng nửa tấn trên cao nguyên anh cũng có thể dễ dàng ngã xuống. Suy nghĩ chiến đấu không thể nói có vấn đề gì, dù sao Simon so với Robin cường tráng hơn không chỉ một vòng, người thường liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chênh lệch lực lượng thật lớn giữa hai người. Nhưng lúc này đây, kinh nghiệm chiến đấu bách thử bách linh của hắn lại không thể thực hiện được. Trong nháy mắt đụng phải Robin, Simon cảm giác trong lòng mình ông lấy không phải một nhân loại, mà là một gốc cây đại thụ chọc trời. Một sát na kia hắn bộc phát ra lực lượng đủ để đụng ngã một đầu hùng sư, bãi cỏ dưới chân đều bị hắn dẫm đến lật lên. Thế nhưng là Robin hai chân lại như là gắt gao đinh trên mặt đất, đừng nói là bị đánh ngã, hắn dĩ nhiên vân ti chưa động. Trong lòng Simon vô cùng kinh ngạc, lực lượng mà mình kiêu ngạo nhất lại không có tác dụng. Phản ứng đầu tiên của hắn là không tin, chẳng lẽ tiểu bạch kiểm này có thể sử dụng ma pháp gì sao? Kỳ thật trong nháy mắt Simon ra tay, Robin cũng đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, muốn dựa vào lực lượng áp đảo tôi. Chiến thuật này không thành vấn đề, đáng tiếc so với lực lượng ngươi thật sự đã trúng thiết bản. Titan không chỉ là thiên không và lôi đình chi thần, đồng thời cũng là tất cả người khổng lồ chủ thần, trong truyền thuyết Titan lực lượng đủ để bạc sơn lấp biển. Làm Titan huyết mạch hậu duệ, Robin mặc dù làm không được nhổ núi lấp biển khoa trương như vậy, nhưng một thân quái lực này cũng đủ để cùng trên cánh đồng tuyết nặng mấy tấn trường mao tượng bẻ cổ tay. La Tân trong lòng cười lạnh, ngươi đã muốn so khí lực, vậy lão tử liền so với ngươi. Thân thể hắn trầm xuống, hai tay thuận thế nắm lấy một cánh tay Simon, mạnh mẽ vặn eo xoay người, lập tức đem hán tử cao hơn 2 mét quăng ra ngoài. Kinh nghiệm chiến đấu của Simon thập phần phong phú, hắn không phải không nhận ra ý đồ của Robin, nhưng khi hắn cố gắng ngăn cản, lại hoảng sợ phát hiện lực lượng của đối phương mạnh hơn hắn gấp 10 lần, hắn cảm giác giống như là bị một con voi lông dài cánh đồng tuyết quăng ra ngoài, căn bản không có một chút khả năng phản kháng nào. Một cú ngã qua vai đẹp đẽ, rầm một tiếng nặng nề, Simon nặng nề ngã xuống bãi cỏ. Tuy nói bãi cỏ ít nhiều cho một chút giảm sốc, nhưng một kích này của Robin thật sự quá nặng, bãi cỏ lại bị thân thể Simon đập cho lún vào. Toàn bộ hiện trường thoáng chốc lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị một màn này làm cho sợ ngây người, hết thảy phát sinh quá mức đột ngột, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Simon đã ngã xuống bãi cỏ. Chiến sĩ thiết hùng vô địch, Simon lại ngã xuống. Ở trong lòng thôn dân cao điểm, tự hồ có một ngọn núi lớn ầm ầm sụp đổ. Lão quản gia kinh hô một tiếng, thậm chí kích động tại chỗ nhảy dựng lên. Robin đứng thẳng dậy, trên mặt hắn mang theo nụ cười của người chiến thắng, hô hấp vững vàng, sắc mặt như thường, tự hồ chiến đấu vừa rồi đối với hắn mà nói ngay cả làm nóng người cũng không tính. Mà Simon nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy cột sống của mình giống như bị gãy. Kỳ thật vết thương trên thân thể cũng không tính là nghiêm trọng, tâm linh chấn động mới chính thức làm cho Simon khó có thể tiếp nhận, lần đầu tiên trong đời, hắn không chỉ có kỹ xảo chiến đấu không bằng đối phương, ngay cả lực lượng kiêu ngạo nhất cũng bị đối phương nghiền ép. Robin khiêu khích hỏi, hắn muốn một lần đánh gãy này đám người cao nguyên ngạo cốt, để cho bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không lại toát ra khiêu chiến chính mình ý nghĩ. Vinh quang của chiến binh gấu sắt đã giúp Simon đứng dậy và để lại dấu ấn hình người trên cỏ. Hắn giống như một đầu khốn đấu giả thú, hai mắt đỏ ngầu trừng Robin. Lại đến. Mặc dù trong lòng đã biết mình cùng đối phương chênh lệch, nhưng chiến sĩ huyết mạch làm cho hắn không cách nào cứ như vậy nhận thua. Robin đột nhiên chú ý tới, huyết mạch sương mù trên người Simon trở nên càng thêm nồng đậm. Tốt, lại đến. Hết chương này. Chương 7. Hướng cường giả thần phục. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 7. Hướng cường giả thần phục. Chiến đấu kế tiếp hoàn toàn là hành hạ đến chết đơn phương, cho đến khi mặt trời phương Tây hoàn toàn lặn, Simon bị nam tước đánh bại hết lần này đến lần khác, toàn bộ khuôn mặt của hắn bị đánh thành đầu heo, toàn thân cũng bị đánh đến xanh mét. Bởi vì đã sớm coi những người cao nguyên này là lãnh dân của mình, cho nên khi Robin ra tay vẫn cân nhắc đúng mực. Nhưng đối mặt với cái chết của Simon, trong lòng hắn sinh lòng kính nể, cũng dần dần mất kiên nhẫn. Cuối cùng, Robin bởi vì tâm phiền không khống chế tốt cường độ, một quyền đập gãy sống mũi Simon. Cái mũi to con một bên phun máu, một bên ngã xuống bãi cỏ, lần này hắn rốt cuộc không bò dậy nổi nữa. Quyết đấu đến phía sau, Simon đã không muốn thắng Robin nữa, hắn chỉ muốn kiên trì thêm một lát nữa trên tay Robin, trận chiến đấu này cũng từ tranh đoạt lãnh địa, biến thành ma luyện của Simon đối với mình. Mà càng đánh tiếp, Simon lại càng cảm thấy kính ngưỡng và bội phục Robin, hắn tuyệt vọng phát hiện mình không có khả năng thắng một chút nào. Người cao nguyên sùng bái cường giả, Robin cường đại làm cho Simon từ trong lòng muốn thần phục. Hắn ngã ngửa trên bãi cỏ, dùng khí lực cuối cùng, nói. Nhận thua. Coi như là Robin, đánh lâu như vậy cũng sẽ cảm giác có chút mỏi mệt, vạn hạnh mục đích cuối cùng hắn vẫn là đạt được. Hắn lau mồ hôi trên đầu, xoay người nhìn về phía những thôn dân cao điểm vây xem khác, ánh mắt của hắn như điện, tất cả mọi người không dám đối diện với hắn. Nếu người mạnh nhất Simon đều đã nhận thua, như vậy những người khác cũng chỉ còn lại có một lựa chọn. Các thôn dân cao điểm nhìn nhau, nhao nhao quỳ một gối xuống. Những người cao nguyên ngu ngốc không thể nói những điều tốt đẹp, nhưng hành động của họ đã nói lên tất cả. Khóe miệng Robin lộ ra nụ cười hài lòng, nói với thôn dân. Đưa Simon đi, trở về dưỡng thương cho tốt. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Robin xoay người vừa định quay về lầu gỗ, bỗng nhiên cảm giác trong bụng trống rỗng, lại mạnh mẽ dừng bước. À đúng rồi, còn nữa, buổi tối ta còn chưa ăn cơm, có cái gì ăn ngon, mau đưa tới cho ta một chút. Dân làng vùng cao đưa Simon đi, và vài phút sau, một vài cô gái vùng cao mang một nồi cá hầm lớn đến cho Robin. Robin cùng lão quản gia thỏa mãn ăn một bữa canh cá, bữa cơm này làm lão quản gia kích động muốn chết, ở trên bàn cơm liên tục khen ngợi Robin là chiến sĩ vĩ đại nhất, giống như chiến thần hạ phàm, còn bởi vì lúc trước mình coi thường Robin mà cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, bất quá Robin lại không coi chuyện này ra gì. Trải qua trận quyết đấu này, hoàn toàn đặt địa vị trí cao của Robin ở Nộ Đào Thành, từ nay về sau lời nói của hắn chính là thiết luật tuyệt đối. Giải quyết vấn đề quyền lãnh đạo, Kế tiếp Robin dùng thời gian một ngày thị sát lãnh địa của mình. Trên lý thuyết mà nói, Nộ Đao Thành chung quanh 100 dặm phạm vi đều thuộc về Robin lãnh địa, nhưng trên thực tế Hoang Nguyên chỉ nhận nắm đấm, giữ được mới là của ngươi thổ địa. Hắn còn thị sát đồng ruộng khai khẩn của người cao nguyên vốn thuộc về dân tộc săn bắn, sau khi được đế quốc thu nạp cũng bắt đầu học trồng trọt, nhưng kỹ thuật trồng trọt thì hoàn toàn không có cách nào xem, tổng kết lại chỉ có 4 chữ. Tùy tâm sở dục. Nếu như không phải đội săn bắn luôn có thể ở dã ngoại đánh tới dã vật, thủy sản Nộ Đào Hạ cũng coi như phong phú, người trong thôn này chỉ dựa vào trồng trọt đã sớm đem chính mình chết đói. Robin tuyệt vọng phát hiện làm kinh tế kiến thiết dựa vào người cao nguyên kia hoàn toàn không được, hắn nghĩ có phải hay không có thể lại từ đế quốc bên trong lộng một đám nô lệ hoặc là phá sản nông dân lại đây, hắn cũng không muốn cả đời đều chỉ uống canh cá sống qua. Simon lần này quyết đấu bị đánh không nhẹ, nhưng huyết mạch của thiết cự nhân thật sự vô cùng cường đại, người bình thường bị đánh thành như vậy nói thế nào cũng phải nằm 1 tháng, nhưng tên mang tử này nằm 3 ngày liền lại vui vẻ. Trong Nộ Đao Thành, nam giới cao nguyên trưởng thành tổng cộng có 51 người. Họ là lực lượng lao động chủ yếu trong làng, đồng thời cũng là đội vệ binh. Đánh phục Simon về sau, tại hệ thống bên trong, biểu hiện này 51 người đã toàn bộ gia nhập Robin đoàn đội, Robin đặt tên cho bọn họ là Thiết Cự Nhân Vệ Đội. Tại chúng thần thời đại, người khổng lồ sắt đã từng là Titan thần tộc hộ vệ, không nghĩ tới ngàn năm sau, người khổng lồ sắt hậu duệ lại trở thành Titan hậu duệ vệ đội, đôi khi vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy. Mặt khác, ở huyết mạch thức tỉnh hệ thống trang chủ bên trong, ngoại trừ cá nhân cùng đoàn đội 2 cái lựa chọn bên ngoài, lại nhiều ra một cái mới lựa chọn. Anh hùng, Simon đã bị hệ thống đơn độc phân vào anh hùng một cột. Với thực lực và cường độ huyết mạch của Simon, hắn đích xác có tư cách này. Trước mắt Simon cùng mặt khác 50 tên cao nguyên chiến sĩ huyết mạch đẳng cấp vẫn là không cấp, Robin còn không vội thức tỉnh bọn họ thiết cự nhân huyết mạch. Nếu như tự thân chiến lực đột nhiên mạc danh kỳ diệu trên diện rộng tăng lên, những này cao nguyên nhân khẳng định sẽ sinh lòng nghi hoặc, Robin nhất định phải nghĩ cái nói dối cho viên quá khứ. Hệ thống tồn tại đối với thế giới này người mà nói căn bản không cách nào lý giải, Robin cũng không có ý định nói cho bất luận kẻ nào chính mình cái này thiên đại bí mật. Vì thế, đợi đến khi vết thương của Simon khỏi không còn nhiều lắm, Robin liền một mình gọi cậu vào thư phòng nhỏ của mình. Simon là đầu của những người vùng cao này, chỉ cần hắn tin lời nói dối của Robin, như vậy những người vùng cao khác tự nhiên cũng sẽ tin theo. Simon sải bước vào thư phòng, nhà của người đế quốc đối với người cao nguyên mà nói có chút thấp bé, đầu của hắn cơ hồ muốn đỉnh đến nóc nhà. Thư phòng vốn không lớn, tên to con này vừa tiến vào, lập tức chiếm cứ 1/4 không gian. Thủ lĩnh, hãy gọi tôi, Simon nói với giọng khàn khàn, và cả căn phòng hơi rung lên với giọng nói lớn của Highland. Robin ngồi ở phía sau bàn học, lão gia tư thế 10 phần. Vết thương trên người khôi phục thế nào rồi? Simon hé miệng lộ ra nụ cười hàm hậu, rất giống lão nông đồng ruộng. Không có việc gì, ta da dày thịt thô, thủ lĩnh ngươi cứ việc đánh là được. Robin gật gật đầu, còn biết tìm đánh, xem ra quả thật không có gì đáng ngại. Gọi cậu tới đây là có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với cậu. Robin ra vẻ thần bí, Simon nghe xong, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Ngươi có biết, tổ tiên của người cao nguyên các ngươi là ai không? Hán tử cao nguyên bị hỏi vẻ mặt mơ hồ, lắc đầu như một tên ngốc. Tổ tiên? Đồ chơi kia lại không thể ăn, mặc kệ hắn là ai làm gì. Ta nói cho ngươi biết, tổ tiên của người cao nguyên các ngươi là ai ẩn giang, Robin nói. À, chưa từng nghe nói qua. Simon vẻ mặt không sao cả, nghĩ thầm thủ lĩnh đây là nói cái gì đây? Ai ẩn giang là gì? Nghe có vẻ khó khăn. Nếu không phải vì đánh không lại Robin, hắn mới không có kiên nhẫn nghe những thứ nhảm nhí này. Thấy Simon một bộ quảng cái rắm ta biểu tình, Robin chỉ cảm thấy một cái đầu 2 cái lớn, những người cao nguyên trong đầu cũng mọc đầy cơ bắp này, nói với bọn họ cái gì lịch sử a, truyền thừa a, trong mắt bọn họ hết thảy đều là nói nhảm. Ngươi thức tỉnh, cái này ngươi cũng đã nghe qua đi. Vừa nhắc tới chuyện liên quan đến chiến đấu, Simon cuối cùng cũng hứng thú, gật mạnh đầu. Cái này ta biết, ta trước kia còn gặp qua một người thức tỉnh, tên kia là hổ nhân, xác thực tương đối cường hãn. Bất quá hắn vẫn không đánh ta, bị ta đánh gãy một chân, ném vào trong băng hà. Simon dương dương đắc ý, thanh danh cường đại của thức tỉnh giả ở bên ngoài, đánh bại một gã thức tỉnh giả đối với thiết hùng chiến sĩ mà nói cũng là một vinh quang lớn lao. Ở trong đế quốc, hổ nhân là một loại thức tỉnh giả tương đối thông thường, huyết mạch của bọn họ đến từ thú nhân viễn cổ. Hổ nhân bình thường thân hình cao lớn, lực lớn vô cùng, ở trên chiến trường bọn họ giống như xe lưu bình thường dũng mãnh vô địch, rất nhiều đại quý tộc đều sẽ thành lập chính mình hổ nhân vệ đội, vương thất thậm chí có một chi hơn 1000 người hổ nhân quân đoàn. Xem tất cả tại đây, sưu tầm, hết chương này. Chương 8. Sắc cự nhân vệ đội. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 9. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 9. Không đương gia không biết củi gạo quý. Ngân Sương Thành là khoảng cách khai thác lĩnh gần nhất một tòa thành thị lớn, cũng là đế quốc văn minh cuối cùng biên giới, ra Ngân Sương Thành hướng bắc chính là hoang nguyên địa giới. Robin cưỡi trên ngựa, đi trên một con đường đất thẳng tắp mà dài dằng dặc, hắn mặc giáp da, chân đi giày ngựa, trên lưng đeo trường kiếm, một bộ dáng oai hùng tóc hùng. Ở phía sau hắn đi theo một cỗ xe ngựa 4 bánh, đây là một kiện tài sản khác thúc thúc để lại cho hắn. Người lái xe là Simon, trên xe chen chúc 10 hộ vệ cao tốc còn lại. Hai con ngựa cung dùng hết sức lực bú sữa, mới có thể kéo được 10 tráng hán này. Người đi đường nối liền không dứt, cưỡi ngựa, đánh xe, đi bộ, bọn họ phục sắc khác nhau, tướng mạo cũng đến từ ngũ hồ tứ hải, phần lớn là thương nhân tới Ngân Sương Thành buôn bán. Hoang nguyên tuy rằng dã man lạc hậu, nhưng một ít đặc sản sản xuất ra lại làm cho các thương nhân kiếm được đầy bồn đầy bát, nhất là cỏ da, được các tiểu thư quý tộc hoan nghênh nhất. Tuy rằng không có người chỉ huy, nhưng người đi đường lại tất cả đều tự phát dựa vào bên phải hành tẩu, từ trên trời nhìn xuống, dòng người lui tới tựa như hai dòng nước sông đối lưu, một cái đi Ngân Sương Thành, một cái ra Ngân Sương Thành. Dọc theo con đường nhìn về phía trước, tường thành cao lớn của Ngân Sương Thành dần dần mọc lên trên đường chân trời xa xôi. Robin nóng vội hai chân kẹp bụng ngựa, hô to với Simon phía sau. Tăng tốc độ, chúng ta sắp tới rồi. Một khắc đồng hồ sau, bọn họ rốt cục tới cửa thành Ngân Sương Thành. Đứng ở Ngân Sương Thành cao ngất tường thành hạ, tất cả mọi người sẽ không khỏi sinh lòng nhỏ bé cảm giác, cao hơn 10 mét to lớn tường thành hoàn toàn do cự thạch dựng lên, quanh năm suốt tháng gió táp mưa sa, để tòa bắc cảnh hùng thành này nhìn qua trang nghiêm túc mục, tràn ngập lịch sử dày nặng cảm giác. Dưới cửa thành, người ra khỏi thành cùng người vào thành xếp thành hai đội ngũ, 20 mấy tên mặc khôi giáp vệ binh đang thu vào thành thuế, đến phiên Robin thời điểm, hắn đắc ý từ trong ngực móc ra quý tộc huân chương. Lão tử là quý tộc. Trong lòng hắn thầm sảng khoái, cái gì gọi là giai cấp đặc quyền a? Miễn thuế nhập thành, sau đó trong ánh mắt hâm mộ của người bên ngoài, Robin dẫn tiểu đội của hắn vào thành. Đối với những tên mang rợ cao nguyên chưa từng trải đời này mà nói, Ngân Sương Thành quả thực chính là một thế giới khác, đại đạo phiến đá rộng rãi thẳng tắp, trên đại đạo nhiều vô số người đi đường, đủ loại cửa hàng, còn có hàng hóa rực rỡ muôn màu trong cửa hàng, hết thảy đều làm cho thiết vệ nhìn hoa mắt. Nơi này giống như thiên đường trên trái đất, hoàn toàn khác với hoang nguyên chỉ có cỏ dại và dã thú. Robin nghe thấy phía sau có hai tên mang rợ nhỏ giọng nói. Hắc, nữ nhân trong thành cũng thật trắng a. Nhưng mà lãnh chúa đại nhân cũng không có tâm tư đi dạo, hắn lúc trước ở Ngân Sương Thành ở qua mấy ngày, hơi phân biệt một chút phương hướng, liền mang theo tiểu đội hướng phía tây thành một đầu đâm tới. Thành tây có một cái võ bị phố, trên con đường này tất cả đều là vũ khí cùng phòng cụ cửa hàng, còn có thợ rèn cửa hàng, gia thuộc cửa hàng các loại, thậm chí còn có bán ra ma pháp quyển trục ma pháp đạo cụ cửa hàng, chỉ cần là cùng chiến tranh đồ vật có liên quan, nơi này tất cả đều có bán. Trên đường người đi đường mỗi người nhìn qua đều không dễ chọc, có khoác khôi giáp kỵ sĩ, thân cao thể tráng đấu sĩ, có cung tiễn thủ, cũng có mạo hiểm giả, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai cái mặt ma pháp trường bào pháp sư. Robin chọn một cửa hàng vũ khí, buộc ngựa ở cửa và dẫn đàn em của mình vào. Vào cửa là một gian đại sảnh, hai bên đại sảnh bày hai hàng kệ gỗ, trên kệ bên trái là vũ khí, trên kệ bên phải là dụng cụ phòng ngự, trên vách tường đại sảnh cũng treo đầy vũ khí và khôi giáp. Một đám núi thịt cao đi vào trong tiệm, nhất thời liền chen chúc chật ních đại sảnh vốn rộng rãi. Trong lòng người cao nguyên tôn sùng bạo lực, lực hấp dẫn của vũ khí đối với bọn họ, thật giống như châu báu đối với mỹ nữ. Bọn họ vừa vào cửa hàng lập tức mắt đều nhìn thẳng, đám thổ lão mạo này còn chưa từng thấy qua nhiều vũ khí tinh xảo xinh đẹp như vậy bày cùng một chỗ, nơi này chính là Utopia trong truyền thuyết sao? Ông chủ cửa hàng là một người trung niên tướng mạo gầy gò, ông ta vốn đang ngủ gà ngủ gật ở phía sau quầy, vừa thấy khách đến, ông ta lập tức thay nụ cười kinh doanh tiêu chuẩn, từ phía sau quầy đi ra. Vị lão gia này, xin hỏi ngài muốn mua gì? Robin ở trên kệ hàng nhìn một chút, tiện tay cầm lấy một thanh trường kiếm, ở trong tay ước lượng, lại dùng ngón tay ở trên thân kiếm nhẹ nhàng búng một cái, ông một tiếng, thanh thúy dễ nghe. Một thanh kiếm tốt. Cái này bao nhiêu tiền? Giọng điệu Robin nghe có vẻ giàu nứt đố đổ vách. Ai u, lão gia ngài cũng thật tinh mắt, thanh kiếm này nhưng là nổi danh ra đoán tạo phường sản phẩm, sử dụng thép là thượng đẳng phía Nam Unri thép, hiện tại chúng ta điếm làm hoạt động ưu đãi, chỉ cần 30 kim là có thể lấy đi. 30 vàng. Robin gần như ném thanh kiếm ra ngoài vì sợ hãi. Hắn giả vờ trấn định mỉm cười, lại đem kiếm thả về xa xa, miệng khinh thường nói. Hừ, mặt hàng bình thường. Simon ngu ngốc phía sau còn không biết lãnh chúa nhà hắn đang cứng rắn, tiến lên nhìn kiếm, sững sờ nói. Thủ lĩnh, thanh kiếm này không tệ à, chúng ta mua đi. Robin thật hận không thể đem cơ bắp này đầu óc tại chỗ ăn tươi nuốt sống, 30 kim à, ngươi nói mua liền mua. Bán ngươi cũng không đủ 30 kim. Nhưng chính mình giả bộ bức bách, kiên trì cũng phải giả bộ xong, hắn cắn răng, nói. Chỉ là mặt hàng bình thường, ta chướng mắt. Thủ lĩnh ngươi ánh mắt quá cao, thanh kiếm này quả thật không tệ. Câm miệng. Cấp dưới không thể cãi lại cấp trên. Thủ lĩnh, ngươi không cần có thể mua cho ta à, ta không chê. Simon há to miệng, lộ ra một cái thuần phát hàm hậu nụ cười, tự như đồng ruộng lão nông. Robin bừng tỉnh đại ngộ, khá lắm, nguyên lai ở chỗ này chờ ta đây, rốt cục đồ cùng chủy kiến. Hắn tức giận đến mức nhảy dựng lên tát vào gáy Simon một cái. Mua cái đầu mày, cút ra ngoài xem ngựa đi. À, Simon xoa cái ót, ủy khuất như đứa bé nặng hơn 300 cân, đáng thương đi ra ngoài. Có vết xe đổ của Simon, những tên mang rợ cao nguyên khác vội vàng đem vũ khí đang thưởng thức trong tay thả trở lại giá vũ khí. Robin tiếp tục hỏi giá với ông chủ cửa hàng, một đường từ khu giá cao hỏi tới khu giá thấp, lại từ khu giá thấp hỏi tới khu bán phá giá, độ ngọt của nụ cười kinh doanh trên mặt ông chủ cũng theo đó thẳng tắp giảm xuống. Còn tưởng là một con cá lớn, kết quả là một con tôm nhỏ. Cuối cùng hỏi tới vũ khí rẻ nhất trong tiệm, một loại trường thương thập phần bình thường. Đầu súng được làm bằng thép tinh xảo, thân súng được làm bằng gỗ của cây thiết hoa, chiếu cố độ cứng và tính dẻo dai. Nói tóm lại, đây là một loại vũ khí tuy rằng tầm thường, nhưng cũng đủ dùng, rất nhiều quân đội quý tộc của vương quốc đều sẽ phát loại trường thương này cho đại đầu binh. Chính là thương dài chỉ có 2 mét, bình thường đế quốc binh lính dùng là đủ rồi, nhưng cho trung bình thân cao đều 2 mét hướng lên cao người dùng, liền lộ ra có chút khéo léo linh lung. Robin vừa hỏi giá cả, một thanh bình thường chế thức trường thương cũng muốn 50 bạc, hắn tính toán trong túi tiền kim tệ, mua 51 cây trường thương tiền ngược lại là đủ rồi, có thể mua dụng cụ phòng ngự tiền liền không đủ. Ai, một phân tiền làm khó anh hùng hán a. Lúc này nụ cười trên mặt ông chủ đã hoàn toàn biến mất. Vị khách này, rốt cuộc anh có mua hay không? Robin thản nhiên tiêu sái cười, xoay người rời đi. Chất lượng vũ khí nhà cậu quá bình thường, tôi sang nhà khác xem thử. Ông chủ. Robin dẫn một đám thiết vệ đi xa về sau, lão bản ghét bỏ hướng ngoài cửa nhổ một ngụm nước miếng. Phi. Xem tất cả tại đây, sưu tầm, hết chương này. Chương 10. Khăn cột đỏ. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 10. Khăn quàng đỏ vô luận thời đại nào, vũ khí khôi giáp đều là thú nuốt vàng thỏa đáng, không có nghề nào tiêu tiền như nước chảy hơn chiến tranh. Robin liên tiếp đi dạo hơn 10 cửa hàng vũ khí, từ đầu đường đi đến cuối đường, kết quả phát hiện vẫn là vũ khí đầu tiên rẻ nhất. Trong lòng hắn nhịn không được bi thương nói. Chẳng lẽ đại nghiệp hoành đồ của ta còn chưa bắt đầu, đã bởi vì nghèo mà chết non sao? Từ cuối cùng một nhà vũ khí trong tiệm ảm đạm tinh thần đi ra, Robin đang rầu rĩ muốn làm sao bây giờ, một người bỗng nhiên chắn ở trước mặt của hắn. Đó là một tiểu cô nương 17-18 tuổi, bộ dạng coi như lanh lợi xinh đẹp, trên gò má có chút tàn nhang nhàn nhạt, tóc ngắn màu nâu nhạt, trên đầu buộc khăn trùm đầu màu đỏ. Một thân trang phục ngắn lão luyện, thân trên giáp da, thân dưới quần ngựa, trên lưng đeo một thanh đoản đao. Vị lão gia này, ngài là muốn mua mấy thanh vũ khí tiện tay, nhưng là trong tay lại không quá giàu có, đúng không? Thiếu nữ trên mặt mang theo ánh mặt trời tươi cười, giống như một đóa nở rộ hoa hướng dương, trời sinh liền mang theo vài phần thân cận, làm cho người ta rất khó đối với nàng sinh ra lòng nghi ngờ. Nhưng Robin cũng không phải là ngày đầu tiên đi ra lăn lộn, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ liền buông lỏng cảnh giác, đầu năm nay giết người cướp của cũng không ở tuổi cao. Cảnh giác từ trên xuống dưới đánh giá thiếu nữ một phen, lại mở mắt huyết mạch, xác nhận đối phương không phải người thức tỉnh, trong lòng Robin đã nắm chắc, không phải người thức tỉnh thì không có gì phải sợ, chính là có ác tâm cũng đánh không lại đám hán tử thô lỗ chúng ta. Ở huyết mạch chi trước mắt, người thức tỉnh huyết mạch sương mù sẽ ngưng tụ ở ngực trên vị trí, thật giống như một viên nhảy lên hạch tâm, liếc mắt một cái liền có thể phân biệt được. Bất quá, thiếu nữ này mặc dù không phải người thức tỉnh, nhưng nàng cũng là người mang theo huyết mạch. Robin thoáng có chút kinh ngạc, thiếu nữ trên người vây quanh hồng lam hai loại huyết mạch sương mù, loại tình huống này thập phần hiếm thấy, thiếu nữ dĩ nhiên có được ma kiếm sĩ huyết mạch. Chỉ là huyết mạch của nàng nồng độ rất thấp, nếu như không có bên ngoài kích thích, nàng cả đời cũng không có khả năng trở thành người thức tỉnh. Anh là ai? Robin hỏi. Ta gọi Kana, là một tên hành thương, ta nơi này có vật đẹp giá rẻ vũ khí tốt, không biết lão gia có hứng thú hay không? Ngươi đã sớm theo dõi chúng ta sao? La Tân khẽ nhíu mày. Hắc hắc, ta ở trên đường đi bộ, chứng kiến lão gia các ngươi liên tiếp ra vào mười mấy nhà cửa hàng vũ khí, nhưng vẫn là hai tay trống trơn, như vậy. Không phải những này cửa hàng vũ khí các ngươi đều không chọn trúng, cũng chỉ có thể là các ngươi trong túi ngượng ngùng, lại nhìn lão gia phía sau mấy vị này, ta liền toàn bộ minh bạch, lão gia là một vị khai thác lãnh chúa a. Kana phân tích đạo lý rõ ràng, Robin không khỏi nở nụ cười, tiểu cô nương này còn rất thông minh. Đích xác, nhóm người bọn họ, một người đế quốc dẫn theo mấy người cao nguyên, tổ hợp nổi bật như vậy rất khó không khiến cho những người khác chú ý, Simon và bọn họ tất cả đều trần truồng. Ngay cả một cái áo cũng không có, chỉ thiếu đem chữ nghèo trực tiếp dán lên mặt. Không sai, lão gia ta đúng là cái khai thác lĩnh chủ, đang nghĩ cho ta đám hộ vệ này đặt mua vũ khí. Những thứ này cũng không có gì có thể cất giấu, Robin liền dứt khoát nói thẳng. Hắn nhìn cái này tiểu hồng khăn trùm đầu hẳn là không có gì uy hiếp, vì vậy liền quyết định cùng nàng đi qua nhìn xem. Huống hồ nơi này chính là Ngân Sương Thành, vừa rồi còn có một đội tuần tra vệ binh từ đầu phố đi tới. Ngươi nói có vũ khí tiện nghi, được, phía trước dẫn đường đi. Lão gia, mời bên này, kho hàng của ta không ở trên con đường này. Trong lòng Kana mừng thầm, thật may mắn, lại câu được một con dê béo lớn. Tước gia này thoạt nhìn có ngốc hay không, người cao nguyên cũng là một đám nổi danh ngu xuẩn, không làm thịt ngươi làm thịt ai. Khăn quàng đỏ ở phía trước dẫn đường, rời khỏi phố Vũ Bị, lại đi qua hai khu phố, đi tới một con phố tương đối vắng vẻ. Sau đó dừng lại trước một tòa tiểu viện. Cửa gỗ của tiểu viện đóng chặt, tường viện thạch đầu cũng vây kín bên trong, đứng ở bên ngoài không nhìn thấy tình hình trong viện. Nơi này chính là kho hàng của ta, mời lão gia vào bên trong. Khăn quàng đỏ đẩy cửa sân đi vào, Robin đi theo phía sau nàng. Diện tích sân nhỏ này không lớn, đại khái chỉ bằng hai sân bóng rổ, bên trong lại chất đầy các loại hàng hóa. Robin liếc mắt một cái liền nhìn thấy vũ khí cùng dụng cụ phòng ngự hắn muốn, kiếm, đao, rìu, trường thương, khôi giáp. Tất cả đều hỗn độn chất đống ở một góc tiểu viện, so với cửa hàng vũ khí sắp xếp chỉnh tề, nơi này giống như là một hàng vỉa hè lớn. Phía sau sân hình như là một gian khố phòng, lúc này mấy hán tử trẻ tuổi mình trần đang chuyển đồ, từng bao vận chuyển ra khố phòng, chất đống ở trong sân, hình như là bột lúa mì. Làm Robin có chút ngoài ý muốn chính là, cái này khăn quàng đỏ tiểu cô nương tựa hồ là chi này thương đội đứng đầu, thấy nàng đã trở lại, mấy người trẻ tuổi lập tức ngừng xuống tay trong công việc, chạy tới cùng nàng nhiệt tình chào hỏi, trong miệng đều xưng hô nàng là đội trưởng. Vây lại đây làm gì? Đều trở về làm việc, ta còn có khách mà. Khăn quàng đỏ rất cường thế đem những người này đều đuổi đi, quay đầu đối mặt Robin liền lập tức thay một bộ mặt khác, cười đến tương đối sáng lạng. Lão gia, mời qua bên này. Khăn quàng đỏ đem Robin mang tới chất đầy vũ khí trong sân trong góc, tiện tay cầm lấy một thanh trường kiếm, xoát một tiếng rút ra. Lão gia ngươi nhìn xem, những này nhưng đều là thượng hảo vũ khí, ta nơi này muốn so với bên ngoài rẻ gấp đôi, thanh kiếm này ngài nếu thích, 20 bạc ngài liền lấy đi. Robin tiện tay cầm một thanh kiếm nhìn một chút, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, tuy rằng những vũ khí này đều bảo dưỡng còn được, nhưng phía trên sử dụng dấu vết vẫn là rất rõ ràng, những thứ này đều là vũ khí cũ, hơn nữa là trải qua chiến đấu vũ khí cũ, khó trách bán so với bên ngoài tiện nghi rất nhiều. Có một số dụng cụ phòng ngự thậm chí từng xuất hiện hư hao, sau đó lại tiến hành tu bổ. Tay nghề tu bổ rất bình thường, cũng chỉ lừa gạt người thường mắt không nhọn. Lãnh chúa đại nhân lại nhìn mấy thanh vũ khí, không một ngoại lệ tất cả đều là hàng second hand, hơn nữa những vũ khí này hình chế phần lớn đều là giống nhau, vừa nhìn chính là lượng lớn chế tác tiêu hao phẩm. Rất nhiều chế tác, lại là đồ second hand, hơn nữa trải qua chiến đấu. Robin đại khái đoán ra, những vũ khí này của ngươi đều là từ người chết trên người lột xuống đi. Chỉ có đại quý tộc mới có năng lực sản xuất số lượng lớn vũ khí chế thức quân đội vũ trang, những vũ khí này chiến đấu qua dấu vết rõ ràng, khẳng định là trải qua chiến tranh quy mô lớn. Khăn quàng đỏ đang hăng hái bừng bừng đẩy mạnh tiêu thụ cho Robin, bị đột nhiên hỏi như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng ở Ngân Sương Thành gặp nhiều khai thác lãnh chúa, phần lớn đều là không có bản lĩnh thật sự, tích góp chút tiền liền bắt đầu làm lãnh chúa mộng dân cờ bạc. Loại người này đa số sẽ ở trên cánh đồng hoang bồi cái tán gia bại sản, có thể bảo trụ mạng nhỏ trở về cũng đã đúng là vạn hạnh, cầm vũ khí cũ lừa gạt bọn họ làm một cái chuẩn. Mà những lãnh chúa chân chính có nội tình, có thực lực khai thác, bọn họ phần lớn là có quan hệ mật thiết với đại quý tộc, đại thương đoàn, căn bản không có khả năng chạy đến trên đường võ bị mua vũ khí, trong lòng đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Khăn quàng đỏ thấy Robin không có tiền, còn dẫn theo một đám người cao nguyên, một tổ hợp kỳ lạ như vậy còn kém ở trên trán khắc hai chữ người thường. Vốn tưởng rằng hắn cũng là một thành viên trong những lãnh chúa khai thác đại vận kia, không nghĩ tới lần này ngựa cái thất vó, đụng phải chuyên gia. Bất quá nàng suy nghĩ rất nhanh, lập tức trấn định tự nhiên giải thích nói. Lão gia, chúng ta những vũ khí này mặc dù là hàng second hand, nhưng nguồn cung đều là chính quy đường. Robin nghe xong trong lòng buồn cười, ta tin ngươi cái quỷ, muốn lừa gạt ta. Nằm mơ đi. Những năm này hoàng thất đế quốc suy sụp, trong nội bộ vương quốc quý tộc lúc có chinh phạt, chiến tranh quy mô càng đánh càng lớn, người chết càng ngày càng nhiều, tiêu hao vũ khí cùng dụng cụ phòng ngự cũng liền càng ngày càng nhiều, vì vậy liền có người bắt đầu khởi xướng người chết tài. Rất hiển nhiên, chỉ cần có thể chịu đựng thi thể thối rữa, thành đàn quạ đen cùng chuột, còn có nhìn không thấy vi khuẩn cùng ôn dịch, từ người chết trên người kiếm tiền tuyệt đối là một vốn vạn lợi sống tốt. Dù sao người chết sẽ không cùng ngươi cò kè mặt cả. Tuy nói đế quốc chính phủ có văn bản rõ ràng quy định, cấm dân gian đoàn thể đi thu thập trên chiến trường người chết vũ khí, bị bắt chính là trọng tội. Nhưng người chết vì tiền, có nhu cầu thì có thị trường. Bất quá Robin cũng lười đi so đo những vũ khí này rốt cuộc là từ đâu tới, chỉ cần có thể dùng tiện nghi là được. Vì thế hắn chỉ cười cười, tạm thời không vạch trần lời nói dối của khăn trùm đầu đỏ, bắt đầu khơi mào vũ khí cùng dụng cụ phòng ngự. Kana thấy Robin không có tiếp tục truy vấn, một trái tim treo lơ lửng cũng liền buông xuống, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Robin dùng khóe mắt dư quan nhìn thấy khăn trùm đầu đỏ buông lỏng bộ dáng, hắn nghĩ thầm nói. Ngươi cao hứng quá sớm. Trong chốc lát, Robin cho hắn thiết vệ đội chọn lựa tốt dân binh 3 kiện bộ, mỗi người một cây chế thức trường mâu, một thanh chế thức thắt lưng, cùng một kiện chế thức da giáp. Những giáp da này đều là cỡ người đế quốc, người cao nguyên ăn mặc chật chội, thậm chí có chút buồn cười, nhưng dù sao so với trạng thái chạy trốn lúc trước mạnh hơn nhiều. Trên chiến trường, có giáp và không giáp quả thực là hai loại sinh vật khác nhau, cho dù là người cao nguyên da dày thịt thô, cũng bị quân đội đế quốc mặc giáp đánh cho một chút tính tình cũng không có. Phía dưới chính là cò kè mặc cả phân đoạn, khăn quàng đỏ bởi vì bị Robin nhìn ra là hàng second hand, cho nên cũng không dám chào giá quá cao. Một ngụm giá 60 kim. Cái giá này có thể nói là tương đối ưu đãi, bình thường già na ít nhất chào giá gấp đôi trở lên. Mặc dù những thứ này đều là vũ khí cũ và dụng cụ phòng ngự, nhưng vẫn có thể sử dụng, hơn nữa chất lượng vũ khí chế thức của quân đội bình thường cũng không tệ. Nhưng Robin căn cứ vào truyền thống trả giá cắt một nửa vinh quang, mở miệng nói. 30 vàng. Hết chương này.